Kính thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Trung Cộng tuyên bố không biết gì về trường hợp của người vợ của người đã đoạt giải Nobel Hòa Bình, tên từ Bắc Kinh. Bộ Ngoại giao Trung Cộng ngày hôm nay đã nói rằng họ không biết gì về việc bà Liu Xia, vợ của ông Lưu Hữu Ba, đã bị giam giữ một cách không chính thức trong 2 năm qua. Ông Lưu Hữu Ba là một nhà hoạt động dân chủ đã bị cầm tù và ông đã được trao giải Nobel Hòa Bình năm 2010. Bà Liu Xia đã bị quản thúc tại gia từ tháng 10 năm 2010, ngay sau khi chồng bà được trao tặng giải Nobel Hòa Bình. Ông Lưu Hiểu Ba đã bị bỏ tù 1 năm trước đó và đã không thể tham dự lễ trao giải tại Na Uy cách đây 2 năm và đã được đại diện bởi một chiếc ghế trống. Bà Liu Xia bị quản thúc tại gia mà không có điện thoại và Internet đã được xác nhận vào hôm qua khi các phóng viên nước ngoài đã vào được căn hộ của bà lúc những người canh giữ đang ăn trưa. Ông Hồng Lợi, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Cộng nói rằng ông không biết gì về việc này, nhưng ông muốn nhấn mạnh rằng các quyền hợp pháp của công dân Trung Cộng được bảo vệ bởi luật pháp và hiến pháp của Trung Cộng. Hôm nay, các phóng viên của đài Reuters đã tìm cách đi vào khu chung cư của bà Liu Xia, nhưng đã bị đuổi đi bởi một người bảo vệ an ninh và một nhóm 6 người đàn ông mặc thường phục. Những người này đã chặn các phóng viên ngay tại cửa bên dưới căn hộ ở tầng thứ 5 của bà Liu Xia. Tại lối vào chính của khu chung cư, các nhân viên an ninh kiểm tra các xe hơi muốn vào bên trong và một chiếc xe của cảnh sát đậu ngay bên ngoài. Tin tức bà Liu Xia bị giam giữ nhắc lại ngày kỷ niệm 2 năm chồng của bà được giải thưởng và một nhóm trên 134 người đoạt giải Nobel đã viết một bức thư ngỏ tới nhà lãnh đạo tương lai của Trung Cộng yêu cầu trả tự do cho hai vợ chồng. Hai trong số những người đã ký vào bức thư gửi cho bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc và cũng là vị chủ tịch kế tiếp của Trung Cộng, ông Tập Cận Bình, là Đức Đạt Lai Lạt Ma và nhà văn Hoa Kỳ, ông Toni Morrison. Ông Hồng Lỗi cũng đã nói rằng ông Lưu Hữu Ba đã bị kết án tù giam bởi định chế pháp lý của Trung Quốc vì ông ta để vi phạm luật pháp của Trung Quốc. Và không ai được quyền can thiệp vào chủ quyền pháp lý và công việc nội bộ của Trung Quốc. Nhà văn Mô Danh của Trung Quốc, người đã đoạt giải thưởng Nobel Văn học năm nay, đã khuấy động tranh cãi khi từ chối ký vào lá thư cùng với những người đoạt giải khác. Mặc dù trước đó, ông đã nói rằng ông hy vọng ông Lưu Hữu Ba sẽ được trả tự do. Ông Lưu Hữu Ba là một nhà bất đồng chính kiến kỳ cựu, đã tham gia cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ, bị nghiền nát bởi quân đội Trung Cộng vào năm 1989. Ông đã bị cầm tù 1 năm trước khi ông được trao giải Nobel Hòa Bình năm 2010, với một bản án 11 năm tù giam.